Chào các mẹ, chào các mẹ, chào các mẹ. Chào mừng tất cả các mẹ đã đến với Bà Tám Showbiz, nơi sẽ cập nhật tất cả những biến căng, phốt đầm và những thông tin giải trí cực hot của Showbiz. Hổng biến phải thật văn minh, nhiều chuyện phải thật nghệ thuật. Chăm chỉ hóng hớt tại Bà Tám Showbiz, chắc chắn các mẹ sẽ nhanh chóng trở thành nghệ sĩ. Sau đây là số đầu tiên với những thông tin nóng nhất ngày hôm nay. Đạo diễn Lê Hoàng cà kệ scandal clip nóng của Phan Thùy Linh, khẳng định đó là kỷ niệm đáng nói, đáng nhớ, đáng nhắc lại. Không biết vô tình hay cố ý, mà trong khi cư dân mạng đang sôi sục tìm link và bàn luận về những clip nóng của Ngân 98, hay một cô gái được cho là giống với Lì Sói Thu Quỳnh, hay cả chàng trai vang trong làng bắt bóng Lâm Tây, thì đạo diễn Lê Hoàng lại đào một scandal clip nóng của Hoàng Thùy Linh. Đạo diễn gái nhảy mãi mê phát biểu cảm nghĩ về một chương trình truyền hình, không quên lấy chuyện cũ của Hoàng Thùy Linh làm ví dụ. Chuyện Hoàng Thùy Linh lộ clip mà lôi lại thì không vui vẻ gì, nhưng vẫn rất đáng nhớ, đáng nói. Hoàng Thùy Linh thành công rồi thì người ta vẫn có quyền lôi lại ký ức đó với tự hào và tiếc nuối. Và tôi nghĩ bản thân Hoàng Thùy Linh cũng không ngại nói về quá khứ. Nếu tôi là Hoàng Thùy Linh, tôi sẵn sàng kể lại quá khứ của mình trên game show truyền hình. Vì đạo diễn gắn liền với những phát ngôn tai tiếng còn khẳng định những clip nóng đang gây ồn ào trên mạng mấy ngày nay cũng không hề gây chấn động, gây chú ý như giọng ca gốc Hà Thành. Mấy cô Ngân 98, Trâm Anh lộ clip nóng nhưng không gây chấn động dư luận như Hoàng Thùy Linh, vì họ có làm ra tác phẩm gì đâu. Hoàng Thùy Linh lúc đó đang đóng Vàng Anh nên mới gây chấn động. Hiện phát ngôn của đạo diễn Lê Hoàng vẫn đang gây tranh cãi. Đa phần cư dân mạng đều muốn ship cả rổ đá đến tận nhà anh và cảm thông với Hoàng Thùy Linh khi đôi ba hôm lại bị đào mộ về quá khứ. Dưới đây là những bình luận bất hủ. Chị Linh sẽ gửi lá ngón đến tận nhà anh đấy. Người ta sẽ phải tốn rất nhiều tiền để chuyển đổi giới tính thành phụ nữ. Riêng anh thật phi thường khi chỉ với một phát ngôn đã trở thành một người phụ nữ lắm chuyện. Càng lớn tuổi, cái nết càng tiêu biến hay gì mọi người nhỉ? Hình như đạo diễn của chúng ta đã đu trend clip nóng hơi quá đà rồi. Vui thôi, đừng vui quá.